hai con trai ít ai biết nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long còn có cô con gái xinh nhỏ hơn. Cha Linh là con gái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và người vợ thứ hai Cẩm Tú. Cô bé sở hữu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ ở tuổi 17. So với các anh chị nghệ sĩ cải lương cùng thời, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được xem là hình mẫu tiêu biểu khi vừa có một gia đình yên ấm. Nhưng đứa con xinh xắn nhưng vẫn chưa được lựa nghề. Anh là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất hiện nay. Không chỉ làm nghệ thuật giỏi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long còn kinh doanh khá thành công. Vì đời tư, nghệ sĩ tài danh này có ba đời vợ và năm bà con, hai trai và ba gái. Hẳn ai cũng biết đến cô con gái đầu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cùng người vợ thứ nhất là Maika, vừa mới lên xe hoa vì nhà giàu. Cô không theo nghệ thuật cải lương mà lại chọn diễn xuất. Hai cậu con trai kháu khỉnh của Kim Tử Long cùng cô Đào Trinh Trinh cũng rất được yêu mến. Và đáng chú ý hơn cả là cô con gái xinh như hot girl của nghệ sĩ Kim Tử Long cùng người vợ thứ hai Cẩm Tú, cô bé tên đầy đủ là Hoàng Gia Linh, sinh năm 2000. Gia Linh gọi danh thủ Hồng Sơn là cậu ruột, tên thân mật bạn bè thường gọi là Gia Linh, Linh Mèo. Gia Linh có nhiều điểm giống người cha nổi tiếng của mình. Hiện tại, Gia Linh đang học lớp 11 tại trường Phổ thông Trung học Hùng Vương. Cô bé không sống với Kim Tử Long mà ở cùng mẹ ruột. Gia Linh sở hữu gương mặt trái xoan xinh xắn, mắt to và làn da trắng mịn. Ngoài học tập, Gia Linh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội văn nghệ của trường. Tên Facebook cá nhân của mình, Gia Linh thường chia sẻ những hình ảnh vui tươi cùng bạn bè. Dù không sống cùng, nhưng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc con gái. Tình cảm của cả hai cha con rất tốt. Thời gian rảnh, Gia Linh thường đến nhà hàng của ba để phục vụ giúp và học hỏi kinh nghiệm sống.